Tân binh Lionel Messi đã góp 2 bàn và 1 kiến tạo trong trận Inter Miami thắng Atlanta United 4-0 ở bảng G-League Cup sáng nay 26 tháng 7. Đây là bàn thứ 3 cho Inter Miami của Leo. Có thể khẳng định, Lionel Messi đang tạo ảnh hưởng rất lớn đến đội bóng mới của anh. Như ủy viên hội đồng MLS John Gamper chia sẻ, việc Messi chuyển đến xứ sở cờ hoa là một thời cơ khổng lồ về mặt tài chính. Cầu thủ vĩ đại nhất trong thế hệ của mình cũng có nước đi khác với người thường. Khác với những người đồng nghiệp của mình, Messi không chọn nhận những đồng tiền từ Saudi Arabia, dù anh là đại sứ của Visit Saudi. Trông Messi giống như một nhà truyền giáo, một Pele thời hiện đại để mang bóng đá đến cho những người ngoại đạo. Đa số các cuộc thảo luận xung quanh động thái của Messi đều tập trung vào những ảnh hưởng anh có thể tạo ra cho giải đấu. Từ mức lương 60 triệu đô la Mỹ một năm và được trao cổ phần đội bóng, cho đến việc nhận một phần thu nhập của MLS từ Adidas và Apple. Điều còn thiếu trong các cuộc thảo luận thật thú vị lại liên quan đến bóng đá. Liệu Messi và Joseph Martinez có thể chơi cùng nhau không? Làm thế nào để anh có thể kết nối với Ben Quimaschi ở cánh phải? Inter Miami sẽ chơi với 4 hay 3 hậu vệ? Ngoài ra, chắc chắn chẳng ai quan tâm đến Rodolfo Pizarro, người đã được thay ra ở phút 20 trong trận hòa 2-2 với DC United tuần trước và hiện tại đã bị chấm dứt hợp đồng để nhường chỗ cho Messi một dạng tài sản thế chấp trong thương vụ khổng lồ này. Hãy giả sử đây là một bản hợp đồng bình thường. Messi trên danh nghĩa cầu thủ sẽ mang đến điều gì cho Inter Miami? Thực tế, anh từng là một vấn đề không nhỏ của Barcelona trong nhiều năm trước khi gia nhập PSG năm 2021. Nó không chỉ vì những yêu cầu khổng lồ của anh về mặt thu nhập, dù chúng thực sự đáng kinh ngạc. Trong cuốn sách Messi vs Ronaldo, Joshua Robinson và John Craig tiết lộ rằng cha của Messi, Jorge, đã đề nghị với chủ tịch Barca khi đó là Josep Bartomeu vào năm 2017 rằng họ muốn ký hợp đồng với người bạn thân của con trai ông, Angel Di Maria từ PSG. Barca không thực sự muốn ký với Di Maria, nhưng họ vẫn đưa ra lời đề nghị trị giá 30 triệu euro, dù biết rằng nó sẽ bị từ chối. Đến lúc đó, Jorge Messi đã yêu cầu họ đưa 30 triệu euro dự phòng đó cho Leo Bartomeu, người ngay lập tức nhận ra quyền lực câu lạc bộ nằm ở đâu đã tuân theo. Kể từ khi Pep Guardiola ra đi năm 2012, đóng góp của Messi cho mặt trận pressing của Barca giảm hẳn. Siêu sao người Argentina lang thang khắp nơi, thăm dò, xác định điểm yếu của đối phương rồi khai thác chúng. Khi Messi thực hiện cú ná Đại Bắc từ cự ly 20m vào góc cao chỉ sau 79 giây trong trận giao hữu giữa Argentina với Australia ở Bắc Kinh vào tháng trước, đó mới là lần đầu tiên anh ghi một bàn thắng trong 2 phút đầu tiên của trận đấu, dù anh đã sở hữu tới 834 bàn trong sự nghiệp. Có một điều gì đó mê hoặc trong chủ nghĩa tối giản của Messi. Tài năng lớn nhất của Messi có lẽ là khả năng lựa chọn phương án xử lý có độ rủi ro thấp nhất trong bất cứ tình huống nào. Mọi thứ anh làm trên sân đều có một vẻ duyên dáng, tinh quái, nhưng thành công lại bắt nguồn từ sự tối giản và không cầu kỳ đến lạnh lùng. Tuy nhiên, người phòng ngự là vấn đề rất lớn trong bóng đá hiện tại. Từ năm 2015, lần cuối cùng Barcelona giành chức vô địch Champions League cho đến năm 2021, thời điểm Messi rời PSG, các chiến dịch châu Âu của đội chủ sân Camp Nou đều chịu những thất bại bất ngờ và nặng nề, 4-0 trước PSG và sau đó là 3-0 trước Juventus ở mùa giải năm 2016 đến năm 2017, 3-0 trước Roma mùa năm 2017 đến năm 2018, 4-0 trước Liverpool mùa năm 2018 đến năm 2019, 8-2 trước Bayern mùa năm 2019 đến năm 2020 và 4-1 trước PSG mùa giải năm 2020 đến năm 2021. Khi kiểm soát bóng, Barcelona chơi không tồi. Nhưng khi họ không thể chiếm ưu thế ở khía cạnh này, hàng tiền vệ già cỗi của họ thường xuyên bị vỗ mặt vì hàng tiền đạo không có khả năng pressing từ xa. Đừng quên PSG với Messi cũng thất bại 2 lần ở vòng 16 đội Champions League. Messi đã vô địch World Cup cùng Argentina, nhưng một phần là do phần còn lại của đội bóng đã bù đắp cho việc anh không thể phòng ngự. Ngoài ra, ở cấp độ đội tuyển, các cầu thủ và huấn luyện viên không có nhiều thời gian dành cho nhau, dẫn tới việc đội hình có cấu trúc kém tinh vi hơn so với bóng đá cấp câu lạc bộ hiện đại, từ đó tạo điều kiện để chiều chuộng các cá nhân hơn. Rất khó để lặp lại điều đó với Inter Miami. Việc sa thải Phil Neville khiến chúng ta không thể có một bộ phim hài với sự kết hợp giữa Messi và Neville. Việc bổ nhiệm Gerardo Martino có ý nghĩa như một động thái ủng hộ Leo, vì ông cũng đến từ Rosario và đã huấn luyện anh ở Argentina và Barcelona, mặc dù không thể nói rằng đó là những giai đoạn đặc biệt thành công. Nhưng không có lý do gì để cho rằng Inter Miami sẽ đột nhiên thống trị các trận đấu bằng cách bù đắp cho những thiếu sót về mặt phòng ngự của Messi. Việc ký hợp đồng với Sergio Busquets sẽ giúp họ kiểm soát hàng tiền vệ, nhưng anh cũng đã 34 tuổi và chưa bao giờ tỏ ra quá nhanh nhẹn. Việc chơi cùng những cầu thủ kém tên tuổi so với ở Barcelona sẽ khiến anh sẽ gặp khó khăn về mặt thể chất tại MLS. Có thể sự hiện diện của Messi sẽ truyền cảm hứng cho những người chơi quanh anh, nó chắc chắn sẽ tạo ra không gian cho những người khác. Tuy nhiên, nếu không có một loạt cầu thủ mới đẳng cấp hơn, hoặc Martino không có một cuộc cách mạng thực sự, Messi có lẽ sẽ đóng vai ngôi sao lẻ loi trong một đội bóng không có khả năng cạnh tranh những danh hiệu lớn.
nhưng có lẽ điều đó không quá quan trọng. Về cơ bản, việc chiêu mộ Messi sẽ nâng cao danh tiếng của Inter Miami nói riêng và MLS nói chung, cũng như nâng cao chính vị thế của Messi ở Mỹ. Thương vụ này sẽ giúp Messi trở nên giàu có hơn.